Lên trời tựa như trăng vàng lấp lánh, sóng sánh ánh thái dương. Những lời diễn tả về chuyến đi về trời của mẹ thật là đẹp. Mẹ lên trời lấp lánh như ánh thái dương, sáng rực rỡ như trăng vàng lộng lẫy. Nhà thờ chúng ta hôm nay có những em tung hoa cho Đức Mẹ. Đức Mẹ rất thích những bông hoa. Rồi thì lại có thêm một thiên thần nhỏ bé đây đang đi tới đi lùi lượm những bông hoa tung lên. Thật là dễ thương. Và với lễ mông triệu hôm nay, thật là cho thấy rằng mãi đến năm 1950, không xa chúng ta lắm, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 công bố tín điều tuyên tín đức tin về Đức Mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác. Và nói về Đức Mẹ khi sống trong cuộc đời dưới thế này, Đức Mẹ kết thúc tốt đẹp, và Đức Mẹ dormitio, Đức Mẹ ngủ, Đức Mẹ ngủ để rồi được Chúa triệu về trời. Cho nên cuộc đời của Đức Mẹ một cái chuyển hóa rất đặc biệt. Từ cõi tạm này, Đức Mẹ đi vào giấc ngủ để rồi được triệu về trời. Dormitio. Cho nên ngày lễ hôm nay được gọi là ngày lễ Đức Mẹ ngủ. Đức Mẹ ngủ từ trạng thái của sống cõi tạm này để bước vào một cuộc sống vĩnh hằng bên Chúa hạnh phúc muôn đời. Và khi suy gẫm về cuộc đời của Đức Mẹ, chúng ta thấy nổi lên những động từ fiat, fiat voluntas tuas. Đức Mẹ thưa lời xin vâng trước lời mời gọi truyền tin của sứ thần. Đức Mẹ bỡ ngỡ, và rồi khi sứ thần giải thích thì Đức Mẹ thưa lời fiat, lời xin vâng, fiat voluntas tuas. Và cuộc đời của Đức Mẹ giờ đây trở nên những lời ngợi khen mà chúng ta vừa nghe trong trang tin mừng, khi hai người mẹ gặp nhau hạnh ngộ sung sướng. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến thăm tôi như thế này? Bởi vì khi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong dạ chị nhảy mừng lên vì sung sướng, hớn hở vui mừng. Và rồi thì Đức Mẹ cất lên bài hát Magnificat, Anima mea Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Và Đức Mẹ kể ra, bởi đâu tôi được những điều trọng đại như thế này, và muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc vì đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao nhiêu điều trọng đại. Hơn ai hết, Đức Mẹ cảm nhận được những ơn mà Chúa ban. Và như thế, người đàn bà hát, người đàn bà yêu là người đàn bà hát, và Đức Mẹ đã hát lên lời Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Cuộc đời của Đức Mẹ là fiat, xin vâng. Và chính khi xin vâng ấy thì Đức Mẹ cảm nhận được hồng ân của Chúa tràn ngập trong cuộc đời của mình, cho nên cất lên bài ca tình yêu Magnificat. Và tiếp theo, cuộc đời của Đức Mẹ diễn ra như thế nào? Thưa, một Đức Mẹ luôn kiên vững, Stabat Mater, mẹ đứng, không gì có thể làm lung lay, làm cho Đức Mẹ
kém tin vào Chúa, mà Đức Mẹ luôn luôn được cảm nhận được cái lòng tin vững mạnh của mình nơi Thiên Chúa quyền năng. Quả thật như thế, ngay biến cố đau thương của người con thụ nạn, chịu nạn, chịu chết, thế nhưng Đức Mẹ đứng đó, Đức Mẹ đứng để cho đức tin của chúng con được vững vàng. Cho nên trong cuộc đời của Đức Mẹ, chúng ta có thể rút ra được đó là Fiat, luôn luôn tìm thánh ý Chúa. Và rồi chính khi sống theo thánh ý Chúa ấy thì là khám phá ra, trải nghiệm những hồng ân Chúa thương ban trong suốt cuộc đời dọc dài. Và một Đức Mẹ ấy còn là vội vã lên đường. Khi hay tin người chị họ là Elizabeth đang cần sự trợ giúp thì Đức Mẹ vội vã lên đường, băng qua đồi, đi qua núi để làm gì? Để đến bên người chị họ của mình và mau mắn yêu thương phục vụ. Đức Mẹ ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi mới trở về. Cho nên cuộc đời của Đức Mẹ tươi đẹp. Cuộc đời của Đức Mẹ được các thiên thần tung hoa vui mừng với Đức Mẹ. Và cuộc đời của Đức Mẹ khi kết thúc để rồi được Chúa triệu về trời, Đức Mẹ ấy vẫn luôn luôn yêu thương đoàn con chúng ta. Và nhất là Đức Mẹ căn dặn thánh ý Chúa, người bảo gì anh em hãy làm như vậy. Hơn ai hết, Đức Mẹ khám phá ra được cái chìa khóa của hạnh phúc bình an trong cuộc đời này, đó là người bảo gì anh em hãy làm vậy. Và một Đức Mẹ căn dặn chúng ta, và Đức Mẹ ấy ngày hôm nay hạnh phúc trên quê trời, vẫn nhìn đến đoàn con đông đảo chúng ta. Đức Mẹ chắc chắn rất vui mừng trong ngày chúng ta họp nhau nơi giáo xứ Hà Đông thân yêu này đông như thế này, để mà cùng với Đức Mẹ hát lời tán tạ, ngợi khen, chúc tụng Chúa. Và đại hội La Vang với thánh lễ trọng thể sáng nay, con số lên đến hơn 50.000 người, và rồi diễn ra một cách tốt đẹp, kết thúc một cách tốt đẹp, và hướng đến sang năm một đại hội lớn lao hơn nữa với những kỷ niệm cho chúng ta thấy rằng Đức Mẹ luôn luôn thu hút sự yêu mến của mọi người, vì chúng ta đến với Đức Mẹ để rồi Đức Mẹ dắt chúng ta đến với Chúa Giêsu, quả phúc của lòng mẹ. Trong kinh kính mừng, chúng ta vẫn đọc lên những lời tha thiết kính mừng Maria Đức Mẹ Chúa Trời, đầy ơn của Chúa, và Giêsu quả phúc của lòng mẹ. Và chính nơi quả phúc của lòng mẹ ấy, Đức Mẹ đón nhận và Đức Mẹ trao ban cho nhân loại chúng ta, để rồi những ai sống theo ý Chúa, những ai chúc tụng ngợi khen Chúa trong cuộc đời này những hồng ân Chúa thương ban, và những người ấy theo chân Đức Mẹ, để rồi chúng ta cũng sẽ được hưởng cùng Đức Mẹ hạnh phúc trên nước trời. Xin Chúa cho mỗi người chúng con đây, khi mừng những ngày lễ của Đức Mẹ, chúng con biết noi gương bắt chước Đức Mẹ để sống một cuộc sống tin yêu phó thác nơi Chúa, để chúng con luôn bước đi trong bình an trong cuộc đời này, và nhất là chúng con tiến đến hạnh phúc nước trời muôn đời.